Xin chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các bạn cách dự đoán câu trả lời cho phần listening nhé. Thông thường thì trong bài listening các bạn sẽ thường được cho 30 giây để mà đọc trước đề bài. Thì các bạn rất nên tận dụng 30 giây này để scan qua câu hỏi và dự đoán trước các cái câu trả lời. Đặc biệt cái cách dự đoán này thì sẽ rất là phát huy tác dụng khi các bạn làm cái dạng bài là dạng điền từ vào cái phần chỗ trống còn thừa, còn cho thiếu ở đấy. Trong 4 part thì thông thường part 1 là part mà các bạn dễ đoán được cái câu trả lời nhất. Bởi vì đây là part mà các bạn sẽ được nghe những cái thông tin về văn cảnh, một tình huống xã hội nó đã vốn quen thuộc rồi giữa hai người nói với nhau. Đó, và thông thường thì khi mà nói kỹ hơn về cái phần gọi là dự đoán này thì cô nghĩ rằng là các bạn sẽ có thể dựa vào hai thứ, đó là về văn cảnh và về ngữ pháp. Đối với văn cảnh thì các bạn sẽ phải dựa vào tiêu đề của bài nghe và nhìn các cái mục thông tin được đưa ra trong câu hỏi để đoán được cái văn cảnh của bài nghe là gì. Ví dụ như nếu một bài nghe có một cái form với lại có một cái tiêu đề là room reservation thì chúng ta phải đoán ngay được, à đây là một cái form để đăng ký phòng rồi, vậy những cái thông tin mà mình phải nghe chắc là sẽ có tên này, có tuổi này, địa chỉ rồi số điện thoại rồi thì ngày đến rồi ở loại phòng nào vân vân và vân vân, đúng không? Thì khi chúng ta dự đoán được những cái thông tin này thì chốc nữa chúng ta nghe chúng ta sẽ không bị sốc là ôi mình đang nghe cái gì đây. Đó, ví dụ như thế. Và tiếp theo là chúng ta phải dựa vào cái dạng là dạng ngữ pháp. Ngữ pháp là gì? Bạn cần phải xác định được dạng thức của từ cần điền, ví dụ đó là danh từ, là động từ, là tính từ hay là trạng từ vân vân. Thì cái ngữ pháp này bạn dựa vào đâu? Đó là bạn nhìn vào những cái từ xung quanh so với cái từ mà các bạn bị để trống ấy, nhìn xem là ok, cái chỗ trống này nó nên là loại từ gì cho nó hợp với ngữ pháp của cả cái câu này đây. Lại còn lưu ý to hơn nữa, đó là nếu mà chúng ta xác định được à ở đây chúng ta phải điền một danh từ rồi thì chúng ta lại cần phải lưu ý hơn là danh từ đấy sẽ là danh từ riêng hay danh từ chung, danh từ ở dạng số ít hay danh từ ở dạng số nhiều. Bởi vì một số bạn đi thi ấy, nghe được ví dụ cái chỗ cần điền là dog, bạn ấy nghe được chữ dog một cái bạn ấy vui quá, bạn điền xong bạn ấy quên mất rằng cái chữ dog đấy thực ra người ta phải có s, nghĩa là quên mất là đấy là danh từ số nhiều. Thế khi mà mình chẳng may mình thiếu đúng một chữ s thôi thì giám khảo họ sẽ làm gì ạ? Họ cũng sẽ không hề cho mình điểm câu đấy luôn, họ không hề keo kiệt đâu, bởi vì đấy là cái luật của bài thi rồi. Cho nên các bạn phải rất là cẩn trọng trong khi nghe, dù đã nghe được danh từ đấy rồi nhưng phải nghe kỹ hơn xem nó có hay không có, được chưa, nó là dạng thức số ít hay là số nhiều. Rồi, tiếp theo là dạng động từ, cũng là một cái các bạn rất là hay sai. Đó là khi mà chúng ta nghe được động từ thì chúng ta phải để ý xem động từ đấy phải chia được đúng thời, đúng thì, phù hợp với chủ ngữ chưa, số ít hay số nhiều, thời hiện tại hay là thời quá khứ. Cũng tương tự như danh từ thôi, nếu mà danh từ các bạn nghe thường xuyên bỏ quên mất chữ S thì động từ khi các bạn nghe các bạn lại hay bị bỏ quên mất chữ ED ở dạng thức là quá khứ. Như vậy thì cũng không được điểm, cho nên phải nghe thật là cẩn thận nha. Từ nãy giờ cô đã nói rất là nhiều lý thuyết rồi, bây giờ các bạn hãy thử thực hành quan sát vào một form như thế này, quan sát vào một cái form như thế này giúp cô. Đó, theo các bạn hãy tự phân tích nhá, mình không hề có nghe ở đây nhá, bởi vì cái phần này là phần dự đoán mà, 30 giây để mình dự đoán mà, chứ chưa hề có băng bật lên. Cho nên là bây giờ các bạn hãy thử quan sát vào cái form này và nhìn xem là những cái chỗ trống như này, các bạn dự đoán xem cái thông tin các bạn sẽ nghe nó là thông tin gì. Rồi ok, cô có 4 cái chỗ trống đúng không? Các bạn hãy dự đoán đi. Cho các bạn đúng 30 giây để dự đoán nhá. Section 1. You will hear a woman booking a bicycle tour over the phone. First, you have some time to look at questions 1 to 4 on page 163. You will see that there's an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Global Bicycle Tours, may I help you? Yes, thank you. I'd like to sign up for a bicycle tour. The man answers the phone. Global Bicycle Tours. So the word global has been written at the top of the form. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Global Bicycle Tours. May I help you? Yes, thank you. I'd like to sign up for a bicycle tour. Which tour were you interested in? We have the River Valley Tour coming up in June and the Mountain Tour in July. The River Valley Tour is in June? I thought it was in May. It actually takes place the first week of June. Oh, I see. Well, I can still do that. The River Valley Tour is the one I want. Splendid. Just let me take your information. May I have your name, please? Carla Schmidt. That's Carla with a K.
not a C. K-A-R-L-A. Thank you, Ms. Schmidt. Address? Do you need a street address, or can I give you my post office box? A post office box is fine. It's P.O. Box 257, Manchester. Thank you. Okay, next. Will you be bringing your own bicycle, or do you want to rent one from us? I'll bring my own. Excellent. Now, we provide all the meals, so we need to know if you have any dietary restrictions. I don't think so. What do you mean? I mean if there's any food you can't eat. Some people have food allergies or are vegetarian or have to avoid dairy products. Things like that. Oh, I see. Well, yes, I'm a vegetarian. I never eat meat. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10 on page 163. Câu hỏi đầu tiên, các bạn sẽ nghe được tên một tháng, đúng không nào? Các bạn nhìn thấy ở đây đúng không? Nó có chữ tour month. Thế chắc chắn là có chữ month ở đây nghĩa là các bạn sẽ phải nghe một cái tháng trong tiếng Anh rồi. Hãy chuẩn bị tinh thần nghe từ tháng 1 đến tháng 12 nhá. Rồi thứ hai, câu hỏi 2, bạn sẽ nghe được tên riêng của một người. Bởi vì sao ạ? Vì cái họ thì người ta đã viết ở đây rồi. Đúng không? Đấy, thế mình sẽ nghe tên riêng của một người ở đây. Nghĩa là chuẩn bị khả năng cao là mình chuẩn bị phải đánh vần bằng chữ cái tiếng Anh này. Cái thứ ba, bạn sẽ nghe được một dãy số. Số P.O. Box. Cái thứ tư, bạn sẽ nghe được một loại chế độ ăn. Bởi vì ở đây cái này là gì ạ? Cái chế độ ăn kiêng hay là cái chế độ ăn uống kiêng khem rau hay thịt gì đấy thì bạn sẽ nghe được một cái chế độ ở đây. Hay là người đạo Hồi hay là người gì người ta kiêng khem cái gì thì đấy là cái mà khó hơn. Có thể là một trong bốn cái đáp án khó nhất của cái form này thì mình cũng phải dự đoán được trước để mình chuẩn bị tinh thần nghe. Trên đây cô vừa hướng dẫn các bạn làm cái phần kỹ thuật, kỹ năng là dự đoán đáp án. Đó thì khi mà chúng ta đã dự đoán được một phần nào đấy loại từ rồi, dự đoán được cái thông tin chúng ta chuẩn bị phải nghe, chuẩn bị phải điền rồi thì chúng ta sẽ không mà bị sốc khi mà chúng ta nghe được cái thông tin đấy cả. Thậm chí chúng ta còn có thể định vị được cái thông tin mình sắp nghe nó ở đâu cơ. Thì cái phần là kỹ năng dự đoán này cực kỳ quan trọng. Và hãy nhớ là dùng 30 giây để chuẩn bị đọc câu hỏi để dự đoán nhé. Chứ không phải là 30 giây đấy ngồi để cho đầu óc thảnh thơi thư giãn đâu. Ok, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong bài tiếp theo nhé. Bye bye!